Alo, vào hôm nay ta chưa chốt C anh em nhá. Đó, hy vọng ta sẽ có kèo đầu 5, 6C, 7C gì đấy, hoặc là overnight thì càng tốt anh em ơi. Và còn hôm nay thì em vẫn chưa thể chốt cho anh em là mấy C được, vì hôm nay các cầu thủ ta chưa chốt. Rồi, ôi, may quá. Và một tình huống gọi là quay đầu là bờ đến từ game thủ của BB. Vâng, cái số của gần dân này là vẫn đang số cao đấy. Dân Yamato đó còn là lag rất nhanh trước hai con sư tử. Và ta giữ được dân trong tuần vừa rồi. Ở bên cạnh bãi quả ta là đôi sư tử nguy hiểm. Vâng, chào anh em Hữu nhá. Vâng, chuẩn rồi anh ơi. Chuẩn là nhã đây. Vâng, đánh 20 xưa cho bình luận ngất luôn đó. Vâng, 20C thì vâng, em bình luận không thể ngất đây anh ạ. Sợ game thủ không đủ sức đánh thôi. Chắc chắn là người đánh sẽ căng thẳng và mệt hơn người nói rồi. Vâng, chứ bây giờ em bình luận vâng, 20C thoải mái. Chỉ cần các game thủ xúc thôi là em bình luận thoải mái mà, không vấn đề gì cả. Và nếu như mà tính 20C thì phải đánh đến sáng mai. Ta sẽ đặt kèo đầu ta xúc vào lúc 19:30. Và hiện tại đang là 21:00. Chúng ta đánh được tiếng rưỡi rồi, tiếng rưỡi đang C2. Úi dồi. 20C. Chắc là ngớt. Đó, một con voi về luôn cho cầu thủ BB. Và anh em nào vừa chat bảo là không thấy, chưa thấy BB đánh 2-3 dân bao giờ nhỉ? Và anh em nào hôm nay thấy nhớ là có anh em nào bảo là chưa thấy BB đánh 2-3 dân bao giờ. Bài này đây anh em ơi. Đây 2-3 dân đây. Đang đi với he trước đánh 17C hay là 19C á? À, kỷ lục 17C đúng rồi. Lúc đấy thì em chưa làm nhưng mà em cũng là nghe nói thế anh em ạ. 17C căng phết đấy. Và trong cái thời đấy là các cầu thủ còn trẻ khỏe. Và bây giờ thì thể lực chắc là tầm này cũng yếu rồi. Đây là BL. Một bài đấu đang và không biết cái tân thực có bị delay không. Và có lẽ sẽ là bài đấu bị delay khoảng tầm vài giây. À không. Dồn lên rất ổn. Một bài kích đời trong 9:36 với 23 dân của game thủ người cầm Yamato. Đó, như vậy vừa rồi anh em khán giả đang rất quen thuộc với tân 27, 26 dân, 28 dân của thủ BB. Và anh em bảo là chưa thấy dân BB đánh 2-3 dân bao giờ. Và đây là một cái bài đấu gọi là đánh ví dụ điển hình em ơi. Đang bài đấu Yamato. Đang ngày trước BB cầm 2-3 dân đánh 3 BL á? Mắc bêu vậy sao? Và quay chạy map đấu này. Và đây là con giò thủ BB em đang đẩy xuống góc 3 giờ và chưa thấy. Đây là bãi quả của cầu thủ Maxe. Và đây là con giò công giáp đầy đủ của cầu thủ BB. Và em đang rất tự tin đứng luôn ạ. Chạy. Gần chạy thôi. À, mày quá, tí nữa các bạn xô dần vào đây. Có lẽ là cầu thủ Hồng Anh sẽ là người đang ý định Trần Đức Bo cái bãi quả này. Phát hiện ra được khoảng hơn 10 dân của cầu thủ Hồng Anh tại cái góc này. Vâng, chào anh Viết Việt, chào anh Vũ Văn, chào anh Đức nhá. Giờ này khỏe không anh Đức ơi? Vâng, giờ này anh Đức có khỏe không ạ? Vâng, lâu không gặp anh rồi. Vâng, đi xem quanh xem có cái con dân nào lang thang. À, bãi vàng. Một BL. Chém 4 luôn.
rất cục xúc. Chém 4 trước cái bánh xe, rất cục xúc dành cho game thủ Huy trong master này. Và cái bãi quả bên trên kia game thủ ở đây, đây là khoảnh gỗ. Bãi quả bên trên kia khả năng Hồng Anh là người đá bo. 27/32. Hiện tại đang là bài đầu 2BL vắt đều đến từ game thủ đang BB. Đang ra thêm ruộng và cần thiết chúng ta có thể là một tuần vẩy e nữa. Rồi làm sao mà sửa được khi đây là con chém 4 của game thủ Yamato. Ở đây cái khoanh gỗ này. À cái cây gỗ này khó chịu quá nhỉ. Một bài đầu đã lọt vào trong cái bãi vàng của game thủ Hồng Anh rồi, nhưng thực sự là tuần này rất khó để cho Hồng Anh có thể sửa. Và Hồng Anh đang gọi là đứng dân và thư giãn luôn tuần này. Gọi là tình huống mà Hồng Anh nằm phơi ngửa mình ra để game thủ BB gọi là vâng hãy chiếm lấy tôi đi. Vâng làm được gì cứ làm thì điểm này. Hồng Anh đang có tình huống đẩy một con chém ra đây. Hiện tại cái map đấu này game thủ Hồng Anh đang chưa có y, nhưng mà ví dụ nhà xuất hiện con y của Maxe mình nghĩ là Hồng BB sẽ phay luôn. Vâng tầm này vâng Hồng Anh mà đánh y thì chém luôn cả y chứ đừng có đùa. Những tơn thả bãi vàng hơi nhức nhối. Có quản lại cái bãi quà cái thủ Hồng Anh không? Vâng, chém luôn cả y em anh cho hiểu. Hồng Anh một bài đấu mà nếu như thủ quanh gỗ này Hồng Anh sẽ rất yêu. Một cái bãi quả bên trên góc kia, một tuần đi hai đầu. Vâng, làm sao mà sửa được đây? Vâng, hai đầu và đều như chém bột. Rồi lọt vẩy e. Và tình huống vẩy e chỉ mang tính chất là gọi là tăng tuổi thọ cho con dân một tí thôi. Mang tính chất là gọi là giữ tuổi thọ cho con dân một chút. Không thể sống được vài đầu chém 4 và BB đang muốn lên cả giáp 4 để chơi với con y của game thủ Hồng Anh. Đánh cho Hồng Anh không có tí cửa gì trong map này. Rất rát. Không có lối đi nào cho Hồng Anh để có thể chiến thắng rồi map này. Một timeline vẫn không hề giảm. Mặc dù ta có tình huống chết dân nhưng mà vẫn đang là cơ cấu 2L đều cho game thủ y. Và bây giờ em quay lại vào Hồng Anh, resize tỷ số là 3-1. Làm sao mà thở được bao này. Một bài 2-3 dần ép sớm và lên cho mình chém 4. Thậm chí là chuẩn bị lên giáp 4 để có thể xúc luôn cả y đấy. Vâng. Chúng ta có tỷ số rất cân về C nhà về trận sau 2 C đầu. Và anh em sẽ đến với trận đầu tiên C3 ngay sau đây. Đảm bảo thứ đang trở về một cái vạch xuất phát cho cả hai game.